là cách mình đổi giá bằng lưu này các bạn. Lá tre mình xin về mình lựa chọn những cái lá xanh tươi và những cái nang tre thì mình để chèn, sau đó mình đem rửa sạch. Khi mà lót thì mình lót một lớp lá ở dưới đáy, sau đó một lớp lá, một lớp đậu và trên cùng sẽ là một lớp lá tre. Và nang tre thì chúng ta chèn lên để mà giữ chặt lá. Khi mà giá được chèn thì giá sẽ mập hơn. Sau đó mình úp xuống như vậy nè các bạn. Úp cho róc nước ra. Mỗi ngày mình cho uống 2 lần nước, cách nhau 12 tiếng. Mỗi lần cho uống nước là mình xả bỏ nước đầu.